Xin chào các bạn, trong chương trình lần trước thì Hùng đã giới thiệu nhanh với các bạn về những cái tính năng mới trên BMW X2 2018. Tuy nhiên, BMW có một tính năng rất hay, và tính năng công nghệ thì đúng hơn. Chức năng đó chính là chức năng giúp chúng ta đỗ song song, tức là ghép xe song song. Khi mà chúng ta đi trên đường chẳng hạn, cần tìm chỗ đỗ, nếu mà buồn buồn vui vui, thậm chí là đối với chị em lùi chưa thạo thì chúng ta có thể sử dụng tính năng đấy. Và để xem được chức năng đó kích hoạt hay chưa thì chúng ta chọn vào menu ạ. Vâng, sử dụng iDrive chọn vào menu. Và xoay sang tab My Vehicle, chọn Vehicle Setting. Và có thể chọn đến đây, Parking. Nếu dấu tích này được tích rồi, Automatic PDC Activation, có nghĩa là hệ thống đã được cho phép hoạt động, đã kích hoạt. Chúng ta có thể bỏ đi hoặc chúng ta có thể bật lên. Và để sử dụng nó thì cũng rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ nhấn vào nút P này ạ. Và màn hình đã hiển thị một chiếc xe với rất nhiều vùng cảm biến. Và chúng ta có thể sử dụng cái phím iDrive này, phím command này. Và các bạn có thể thấy đây, dấu tích, chữ P vô lăng. Để chúng ta hiểu rằng xe sẽ tự động đánh lái, giúp ta lùi vào chuồng. Và chúng ta cũng có thể chọn thêm camera phía sau. Còn bây giờ thì không để các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ thử ngay vào đây bây giờ. Chúng ta sẽ xem mẫu SRV, thậm chí có thể là SUV Cooper cỡ nhỏ. Có rất nhiều khái niệm marketing mà gán cho nó. Thôi thì gọi là mẫu xe nho nhỏ dành cho đô thị. Chậm, bắt đầu quét. Có hai mẫu xe đây rồi, hai chỗ xe đỗ. Quét thấy không? Chỗ này thì khá là hẹp. Rồi, to begin parking. Và xe sẽ yêu cầu chúng ta bật sinh an về phía cần đỗ và thả ra, chọn cài số lùi. Thực ra tính năng này nó khá giống trên chiếc Ford Focus, và tôi vẫn phải dùng chân để kiểm soát tốc độ, để giảm phanh. Còn vô lăng thì đây ạ. Thực ra chức năng này sẽ hỗ trợ những người mới lái, lái yếu, và cũng chỉ hỗ trợ ghép xe song song mà thôi. Chỗ này tương đối hẹp đấy ạ. Và nếu như các bạn đã xem những tính năng mới trên BMW 7 Series thì nó có thể lùi tiến vào chuồng cơ. Chỗ này khá hẹp. Wow, khó quá không? Và rồi lại phải cài số tiến chậm chậm. Úi giời, vô lăng xoay tự xoay nhá, như có ma ấy ạ. Chậm thôi, chậm thôi, chậm thôi. Vâng, thực ra thử thách này mình đưa ra khá khó, bởi vì cái vị trí đỗ này nếu như tôi điều khiển thì chắc cũng phải tầm tới 2 đỏ. Xem anh chàng này mất bao nhiêu đỏ. Rồi, vẫn chưa thẳng cho nên là xe lại phải cài số tiến, cứ tiến lùi cho nó thẳng thì thôi. Chậm chậm thôi, chậm thôi. Ok, đã xong ạ. Thực ra cái việc đỗ vào của cái chức năng này phụ thuộc vào cái tốc độ điều khiển chân phanh. Và nếu như các bạn cũng đã nhớ lại những cái video chúng tôi đã thực hiện trên mẫu xe E300 AMG chẳng hạn, thì nó là hoàn toàn tự động hết. Chúng ta chỉ việc cài vào xe tự quét, sau đấy là bỏ cả chân bỏ tay ra. Và trên những cái dòng xe như BMW 740 Li, những cái đời cao của những cái sản phẩm hạng sang đời cao của BMW thì nó có thể cũng vậy, nó cũng tự động hoàn toàn. Thậm chí chúng ta có thể dùng remote điều khiển. Thậm chí chúng ta cũng có thể là dùng điện thoại, smartphone để điều khiển. Lên nhà rồi tắt đi xong. Đấy là những cái giao tiếp gọi là 4.0. Còn bây giờ thì với BMW X2 thì có thể về giá bán, có thể về cái trang bị họ cũng chỉ hỗ trợ đến như vậy mà thôi. Còn bây giờ thì với BMW X2, xem chàng trai bé nhỏ của chúng ta đỗ như thế nào, kiểm tra xem có thi đạt không nhá. Khi vào chuồng đạp không, chúng ta hãy cùng xuống. Nếu mà lệch là phải trừ điểm ngay. Bây giờ tôi sẽ xuống luôn. Và nếu như lệch thì yêu cầu các bạn là trừ điểm ngay anh chàng bé nhỏ đẹp trai đến từ Đức này. Đẹp trai nhưng mà phải chính xác nữa cơ. Các bạn có thể thấy phần trước thì cũng chỉ khoảng hơn 50 phân một chút thôi. Cũng chưa phải là thẳng lắm.
Tất nhiên là nó phụ thuộc vào cái tốc độ tôi điều hành cái chân phanh. Phía sau cũng vậy. Phía sau thì hơn một chút, 60 phân. Thực ra đây là cũng khoảng cách khá hẹp đối với một cái mẫu xe phải tự động đánh lái. Và thưa các bạn, đó cũng là một cái tính năng tương đối hay trên cái BMW X2 mà Hùng muốn giới thiệu với các bạn. Tất nhiên là với BMW thì bây giờ cái công nghệ của họ đã tiến rất xa rồi. Và tất cả những cái công nghệ như thế này họ trang bị trên những cái mẫu xe thương mại, mẫu xe bán tới cho khách hàng với một mục đích. Tương lai sẽ là xe tự lái và chắc sẽ còn không xa nữa đâu. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Các bạn hãy like and subscribe kênh nhé.